Mến chào toàn thể ông bà, cô anh chị, cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại cái hành trình tiếp theo của anh em Tâm ngày hôm nay. Hiện tại thì anh em Tâm đang ở xóm Lâm Nghiệp, thôn Niên Xuân, xã Lam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thì đồng hành cùng anh em Tâm có chị Phượng ở bên chữ thập đỏ huyện ở xã Lam Sơn mọi người nhé. Thì hôm nay anh em Tâm đến đây để thăm hoàn cảnh chị Vân. Thì vài ngày trước thì anh em Tâm cũng có xin được một ít tiền nhỏ của các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì ngày hôm nay thì đến đây thăm hoàn cảnh nhà chị Vân. Đây là nơi ở của nhà chị Vân đây cả nhà nhé. Đấy, thì sau Tâm cho đây đang quay cho cả nhà xem nơi ở và sẽ vào xem thăm chị Vân mọi người nhé. Đây dưới đây là gian nhà tắm, khu tắm, tắm và bếp này. Con chào bà. Bà. Vâng. Vâng, đây là chị Vân đây cả nhà nhé. Đây là nơi ở của gia đình chị. Căn nhà này thì cũng rơi vào khoảng độ 30 mét vuông không. Chị Vân là chị ngồi sang bên chỗ bên chị Phượng đi không? Đấy, chị Phượng cứ ngồi đây. Lấy máu lấy miếc hay là thuốc thang gì thì bảo ấy, không phải vợ em lấy cho đỡ phải đi lại. Thế là chị là bây giờ đang phải gì điều trị ba mới bệnh? Em bây giờ là thành ba con ung thư, mỗi ung thư dạ dày thì là coi như là cắt mổ toàn bộ rồi, xong giờ chạy ra bằng chứng. Bây giờ người ta bảo là khi vừa rồi được tháng năm ấy, người ta bảo là nó lại toàn bệnh tràn. Thì hàng tháng thì có phải đi xuống trị xạ hay là như nào chị? Bây giờ là bị chị là bị mấy năm rồi? Gần 35. Thế nhưng mà có được hưởng chế độ gì không chị? Hay là chế độ đối với người bệnh hiểm nghèo là 660.000 một tháng. Vâng. Bây giờ là thu nhập của chị là dựa vào 660.000 một tháng. Còn anh nhà chị là làm công việc gì? Bảo vệ. Bảo vệ lương. Lương được 10 triệu chị. 5 triệu. Thế là trong cái đó là chị phải. Cháu đầu nhà chị là năm bao nhiêu? Lớp 8. Cháu thứ hai. Còn bà là bà nội nhà mình đây đúng không? À bà lên đi chơi thăm chơi chị thôi, chơi được đúng không? À. Có bà ngoại gần thì cũng đỡ đúng không? Nhiều khi là con cái ăn uống mình cũng đâu mà không làm gì được thì có bà hỗ trợ một chút.
Vâng. Thế hiện tại là bây giờ là chị sức khỏe là chưa ổn, cho nên là cũng chưa xuống viện để trị xạ hay gì đấy đúng không? Vâng. Ngày hôm nay thì anh em nhà em ấy thì cũng qua chỗ chị Phượng thì cũng biết đến hoàn cảnh của chị, thì cũng xin được một số tiền nhỏ của những nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì anh em nhà em cũng muốn xin được nhiều tiền, nhưng cái sức của anh nhà em thì nó cũng có hạn. Số tiền mà anh em nhà em nhận được là 20 triệu 640 nghìn, thì số tiền đây là 20 triệu 700 nghìn. Thì anh em tâm xin phép là làm tròn lên 20 triệu 700 nghìn thì sẽ gửi lại chị một chút tiền để trang trải trong cuộc sống, và có một chút tiền để sau này đi điều trị bệnh. Thì chị đếm cho em giúp em là 20 triệu 700 ạ. À. Chị đếm cho giúp em. Vâng. Chị đếm rồi thì chị đếm số tiền thôi, đúng 20 triệu 700 giúp bọn em. Bà ngồi đây ăn chuối bà. Vâng, 20 triệu 700 chị ạ. Vâng. Chị nói to được không? Nói to một tí đi được không? Vâng. 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 Về về anh em thì cũng muốn xin nhiều hơn, nhưng mà sức nó có hạn chị ạ. Cũng muốn cái đối xin được số tiền nó nhiều nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ được như vậy thôi ạ. Về về cả nhà ơi, thì như cái hoàn cảnh của chị Vân thì cũng đã chia sẻ rồi, thì số tiền nhân tâm nhận được là 20 triệu 700 nghìn thì cũng đã trao lại cho chị Vân. Thì mong sao khi cả nhà biết tới cái hoàn cảnh của chị Vân thì mọi người có thể đến trực tiếp nơi ở là xóm Lâm nghiệp thôn Liên Xuân, xã Lam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Lội để thăm hoàn cảnh nơi ở của gia đình chị. Thì được có căn nhà này là bao nhiêu mét vuông chị? Đây là cả bếp đúng không? Cả cái nhà không? Đấy cái nhà về. Rất chỉ là chật chội mà ở này thì cũng nóng rồi đúng không chị? Về thì mong sao khi cả nhà biết tới hoàn cảnh của chị thì mọi người có thể đến trực tiếp mà hỗ trợ nhé. Thì sau ngày này thì anh Tâm sẽ để số điện thoại của chị Vân lên bảng, thì mọi người có giúp thì mọi người sẽ đến trực tiếp, hoặc là chị có số tài khoản đúng không? Không thì sẽ cho số tài khoản lên, thì mọi người có thể chuyển khoản trực tiếp giúp đỡ. Ở nơi ở của chị thì đấy cũng như mọi người cũng chị cũng nói rồi, thì 40 mét vuông đó là nơi ở. Ở trong này thì là cái phòng, cái phòng đấy, ở trong là máy tôn đây. Và phòng bé này mình làm điều hòa cháy bao nhiêu tiền điện rồi. Chị tiết kiệm tiền điện lắm, tối đến em mà lên là chị tối đến đó, sập tối thì chị đã tắt hết điện rồi, chị còn phải gọi mãi bởi vì chị không dám bật dưới đâu. Chứ bây giờ còn người dám nấu ga đấy, trước kia còn lên củi lên núi để cào lá thông này cả. Bây giờ nó củi cái kia làm gì mà dám nấu bếp nữa. Chị không có kinh phí, đương nhiên Vâng. nếu mà chị mà có kinh phí thì còn nói làm gì, để sử dụng điều hòa thì còn nói làm gì. Vâng, thế xem chị xem cán bộ ở xã mỗi tháng cấp cho chị bình ga nhỉ. Xem có bác mỗi tháng cấp cho bình Chị ga. có hay phải xuống dưới ý rồi. Đợt này yếu, đợt này chưa đi được. Ví dụ những cái việc gì mà mình không không cần thiết thì ví dụ lấy máu lấy miếng này, hay là cần thuốc thang gì này, sẽ em sẽ lấy rồi em mang lên cho. Đúng vậy, đi lại đấy chị ghi ghi vào. Mỗi lần mà xuống ung bướu đợi lâu lắm ạ. Vâng, cứ xuống em bảo xếp Đây nha, đây là lợi ở trong phòng của chị nha. Em bật cái điện, chị bật game đi nên là. Nó bắt củi sâu
Em cho cả nhà biết cái lời ở của gia đình nhà mình này. Đây, đây là lời học của hai con đây. Màn múng các thứ là vẫn chưa vãn. À, trên này thì nó đồi núi nó cây cối nhiều, nó nhiều muỗi mà. Đây. Chị cứ ra lấy số điện thoại đi kìa. Đây là trên này là tôn cũng rất chi là lóng mọi người nha, chưa. Chỗ này cũng rất chi là chật chội. Chị đấy nữa là chị vừa yếu mà cái chị lại bị ung thư dạ dày nên là chị cắt hết dạ dày rồi, nó không phải được. 886 hôm nào chị mà có lệch, ví dụ là hôm có lệch mai ngày kia xuống ấy thì báo trước em đấy, thì em bảo vợ em lấy số đỡ xuống đỡ phải chờ. Cả nhà ơi, thôi anh Nhâm Tâm cũng xin phép ra về nhé. Chị Vân chào cả nhà ấy đi. Dạ, em chào, xin chào cả nhà. Dạ, em cảm ơn các anh, các mạnh thường quân đã gửi tấm lòng đến em. Em sẽ cố gắng và để cố gắng làm sao để báo được cho các mạnh thường quân là em sẽ khỏe mạnh để mạnh dân còn được nuôi con, nuôi con được. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cả nhà thì chị Vân và những mọi người cũng đã nói lời cảm ơn đến cả nhà rồi, thì Tâm cũng xin phép thay mặt cả nhà nói lời gửi lời cảm ơn đến toàn thể ông bà, cô bác, anh chị, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi cái số tiền 20.700.000 gửi đến chị Vân. Thì chị ở xóm lâm nghiệp ở thôn Liên Xuân, xã Lam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Đây là số nhà 55. Thì anh Nhân Tâm cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa. Xin chào mọi người nhé. Hẹn mọi người những hành trình tiếp theo ạ. Xin chào.